Hải Đăng, anh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm một bài học nhỏ với chủ đề Món quà của sự ăn năn dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Gioan chương 2 câu 12 đến câu 14. Mời bạn cùng lắng nghe. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn, hãy xé lòng các con và đừng xé áo, hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương, đổi ý không giáng tai họa. Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý và để lại phước lành sau Ngài, cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con. Câu gốc hôm nay được chép ở Gioan chương 2 câu 13. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót. Không, con không có làm điều đó. Lòng Jen trùng xuống khi nghe lời phủ nhận của cậu con trai tuổi thiếu niên, vì cô biết cháu không nói thật. Cô cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ trước khi hỏi lại Simon điều gì đã xảy ra. Cháu vẫn không thừa nhận mình đang nói dối, cho đến khi cô giơ hai tay lên vì tức giận. Cô nói rằng mình cần nghỉ một lát. Khi cô bắt đầu bước đi thì cảm nhận có một bàn tay đặt trên vai mình, và cô nghe thấy lời xin lỗi của con trai. Cháu đã đáp lại sự cáo trách của Đức Thánh Linh và ăn năn. Trong sách Gioan, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự thành thật ăn năn tội lỗi của họ, bởi vì Ngài mong ước họ hết lòng trở về với Ngài. Đức Chúa Trời không muốn những hành động hối lỗi bề ngoài, nhưng Ngài muốn họ thay đổi thái độ cứng lòng. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Gioan nhắc nhở dân Israel rằng Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương. Có lẽ chúng ta thấy khó để thú nhận hành vi sai trái của mình vì lòng kiêu hãnh. Chúng ta không muốn thừa nhận tội lỗi. Có lẽ chúng ta né tránh sự thật và biện minh hành động của mình bằng cách nói rằng đó chỉ là lời nói dối vô hại. Nhưng khi chúng ta chú ý đến sự thôi thúc nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Chúa và đáp ứng bằng sự ăn năn, Ngài sẽ tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn mặc cảm tội lỗi và xấu hổ vì biết mình đã được tha thứ. Bạn cảm thấy thế nào khi nói một lời nói dối vô hại? Việc nhận thức những gì mình đã làm khiến bạn bị cáo trách và dẫn đến chỗ ăn năn ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã chết trên thập tự giá để con được hòa thuận với Ngài và với Cha. Nguyện con chân thành với Ngài về những sai phạm của mình và tiếp nhận món quà tình yêu của Ngài. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho bạn sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời bạn mỗi ngày để bạn luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn ơi, hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏ vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.